trên máy bay du bị đột quỵ đột quỵ với tài sản của du du có lỡ có nằm xuống thì không biết là đưa cho ai thật ra mọi người nói lợi dụng cũng đúng thì không biết tâm trạng lúc đó loan có buồn hay không đi có buồn hay không vừa rồi thì du thấy loan xuất hiện đi hát cũng hơi sớm loan nếu như có ý định đi hát thì cố gắng rèn luyện thật sự cho được chỉnh chu nhất thì hãy đi hát loan cảm thấy mình đủ tự tin thì loan lên sân khấu du hãnh diện là vô mang đến lợi nhuận cho người khác mình bị cái tính đề phòng nếu một ngày nào đó mà vô thấy khán giả không yêu thương mình nữa và cảm thấy chán ngán với giọng hát của Du, hoàn toàn Du sẽ lặng lặng vô rút lui sức khỏe hiện tại của anh như thế nào sau sự cố bị đột quỵ trên máy bay cũng may mắn là mọi người bây giờ nhìn thấy vô còn nguyên vẹn nè thứ nhất là nhìn vô mọi người chắc cũng chưa đoán được vô bao nhiêu tuổi đúng không dù có suy nghĩ đến điều này là dù không biết có nên công bố tuổi mình cho tất cả mọi người hay không bởi vì có nhiều lần mình công bố tuổi mà mọi người vẫn không tin vẫn không tin tại sao là cái cái người đang ngồi đây mà cái tuổi như ở đằng kia nó cũng khác lạ như vậy nhưng mà cái mà bạn hỏi đó là về tình hình sức khỏe thì mình cũng muốn chia sẻ là cái khoảng thời gian covid đó, mình bị mắc covid đầu tiên lúc đó cũng chưa có chích vaccine thì vô bị phổi bị phổi vô nó nó xâm nhập nó khó thở nghẹt thở đến khi mà mình tưởng chừng như mình mất đi và du cũng có 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 để lại một cái lúc đó du cũng có một sự tính xa bởi vì hiện tại du con độc thân nè du chưa có uh, vợ chưa có con uh, thì hiện tại bây giờ với tài sản của du du tin chắc rằng là khi mà du du có lỡ có nằm xuống thì không biết là đưa cho ai bởi vì du đã lo cho gia đình du đầy đủ rồi anh chị em cũng đầy đủ rồi từ những người mà uh, nghề nghiệp nó chưa ổn định mà bây giờ du đã lo và do lo cả anh chị em mình cũng đã lấy vợ lấy chồng hết rồi và du là người thứ tư trong gia đình mà du có một cái sự trách nhiệm và gánh nặng và cái điều mơ ước nhất của du đó là du mua một căn nhà để chứng minh cho mẹ mình biết là đồng tiền này của con mua là từ cái mồ hôi nước mắt con làm ra tại mẹ là mẹ là một người phụ nữ ở quê mà đưa mẹ lên sài gòn ở thì thật sự là quá khó bởi vì mẹ không có thích nghi với môi trường mà Du đã đưa mẹ lên tới đây rồi mà Du còn không làm được một cái điều mà hứa hẹn thì Du cảm thấy mình rất là rất là rất là, rất là buồn cho nên là như quyết tâm bao nhiêu năm qua thì vừa rồi Du đã thực hiện được một cái ước mơ đó là mua một căn nhà cho mẹ và nhờ cái sức khỏe mà mình vượt qua trong cái khoảng thời gian Covid tưởng chừng như mất đi thì Du đã để lại di chúc của mình cho cái hôm nay giống như xin lỗi Du có nói vài dòng mọi người thông cảm nha. Thì đang nói đó thì nó quá thật tình và muốn nó bị nó bị còn liên quan đến những cái câu hỏi trước đây mà mình cũng 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 muốn trả lời á là bởi vì cái khoảng thời gian mình covid thì mình có nghĩ xa một xíu là mình viết hết những cái tài khoản sau kê của mình có được để mình để lại trong email và mình đưa cho người trong gia đình mình quản lý sau đó dù lại cảm thấy nhẹ lòng hơn khi viết xong mình cảm thấy nhẹ lòng thì thì cái sức khỏe mình lại tốt hơn, lúc đó tinh thần mình tốt hơn, bực dậy cho nên là vượt qua cái cơn uh, covid đó và dù có bay sang nước ngoài trình diễn sau khi kết thúc, sau khi kết thúc và dịch uh, covid này của mình đã đã tạm tạm uh, tạm ổn rồi đó, thì mở cửa cho chúng ta bay tới bay lui thì dù đã bay liền sang Mỹ trình diễn thì cái sức khỏe mà lúc đó nó chưa có hồi phục 100%, nó chỉ khỏe như vậy thôi chứ đâu biết bên trong như thế nào, thì lúc mà lên máy bay trên máy bay dù bị đột quỵ thì tiếp viên hàng không có đưa máy thở cho du rồi cho du uống thuốc cho du uống nước thì có định định đáp ở một cái sân bay để mà nhập viện mà lúc đó du xin thổi mọi người mình đi mỹ đi hát ở xa thì mình chỉ biết là mua cái vé máy bay đó thì trong mấy máy bay đó nó có một cái 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 bảo hiểm nhưng mà không biết bảo hiểm đó bảo hiểm gì thì mình lo sợ cho nên mình nói là cố gắng lên cố gắng lên lúc, lúc đó đột quỵ là coi như là cái não mình cũng còn còn biết được nhưng mà cái tay chân mình nó bị bất động hết rồi thì mình đang cố gắng mình hít thở sau đó thì tỉnh lại thì mình mới khi tỉnh lại mình mới nói với tiếp viên là tôi không cần đến bệnh viện nữa mọi người không cần đáp máy bay mình thấy mọi thứ nó phức tạp quá với mình rồi thế là dù đã vượt qua đã về và vô cũng may mắn là còn được sức khỏe hôm nay để mà có thể uh, chiến đấu với cái hành trình nghề nghiệp mà mình quá đam mê cảm ơn tất cả mọi người sau biến cố sức khỏe thì nhân sinh quan của Quách Tuấn Du như thế nào? Nếu mà nói về tính cách của Du thì từ xưa đến giờ Du sống luôn luôn biết trước biết sau có điều là vô hơi có một cái sự rụt rè khi tiếp xúc với uh, nhiều người tại bởi vì mình mình bị cái tính đề phòng cho nên là mình phải thật sự cảm nhận được cái người người đó là người người mà gần gần như là 60 phần trăm bảy phần trăm là người tốt tốt với mình đó người có thể yêu mến mình đó mình không dùng tốt nữa mà dùng người ta cảm tình với mình thì mình bắt đầu mình mới thân được cho nên là có những lúc mình mình rất rụt rè trong mối quan hệ thì sau cái biến cố này á, thì vô cảm thấy uh, thoải mái hơn có thể là mình không còn đề phòng nữa mà mình nghĩ rằng là cái thân này đúng ra cũng đã mất rồi mà tại sao bây giờ cũng còn ở lại thì mình nghĩ rằng là tất cả mọi người trên thế gian này ai đến với nhau chúng ta sinh ra trong một cái quả đi cầu này là một cái duyên duyên số rồi thì gần như du sống nó hơi tâm linh một xíu sống hơi tâm linh một xíu cho nên là chắc các bạn cũng đâu đó đã từng nghe du hát những bài hát về về phật giáo về đời sống này những bài hát về cha về mẹ rất nhiều đối với nhạc thời trang nhạc thị trường hoặc là nhạc nhạc mà để đi kiếm tiền á thì du cũng đã 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 có rất nhiều nhưng mà nhạc về tâm linh du cũng không kém đó là một cái mà du nhận ra trong cuộc sống này du cần phải sống mở lòng hơn và uh, có một cái tính cách gọi là chia sẻ với người khác nhiều hơn bởi vì thú thật không biết nói mọi người tin không là bởi vì du không phải là người quá giàu có hiện nay nhưng mà mình đã từng nghĩ rằng là nếu như mình bất chợt mình mất đi thì cái số tiền mình đâu có mình đâu có mang theo được thì bởi vì du sau này du có hay làm những cái việc thiện giúp cho người khác trước đây làm việc thiện nhưng mà không phải là bỏ tiền túi nha du cũng nhờ cái sức ảnh hưởng của mình nè cái này du rất là thật lòng du cũng đi theo những cái tổ chức mình dùng cái cái công sức của mình ca hát của mình à, mình mình truyền cảm hứng cho mọi người bằng cái tiếng hát bằng cái lời bài hát nhưng mà du không có nghĩ bằng cái tiền của mình bởi vì sao du đang đi làm việc kiếm tiền du muốn cái, cái số tiền của mình kinh tế của mình nuôi cho cái công việc của mình cho nên là du cũng hạn chế nhưng đối với bây giờ thì hầu hết là cái cái tiền mà du đi hát du ít nhất cũng chích nhất cũng ba để du làm những cái việc thiện mà việc thiện của du nó cũng không quá quá gọi là rầm rộ ví dụ như là du tổ chức những cái buổi từ thiện phát quà rồi rầm rộ mà du bằng cách là du gửi tiền cho những cái nơi ví dụ như là vừa cái đợt covid thì du gửi cho mấy cái đoàn lô tô mấy anh chị bạn bè đồng nghiệp nào mà đang khó khăn thì du biết được mà du biết cái hoàn cảnh đó ngặt là du sẽ dấn thân vào du sẽ gửi tự động mình chuyển khoản cho cho các anh chị mà mình nói ra thì nói này nói này ra thì đôi khi nó cũng sẽ ảnh hưởng cho du vì sao tại vì, bởi vì nhiều người cứ tưởng là mình quá giàu rồi mọi người muốn mình giúp đỡ thật ra thì du đang muốn cái 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 sự chia sẻ của mình nó có một cái khoảng riêng của mình với lại những người mà mình biết chứ không phải là những người không biết gì thì mình cũng không biết là có thật hay không để mình dám chia sẻ thì cái điều mà từ sức khỏe mà vua đã nhận ra những cái việc làm hôm nay khán giả vẫn nghĩ anh lợi dụng ồn ào của gia đình hồng phượng để phát hành ca khúc gây tranh cãi thật ra mọi người nói lợi dụng cũng đúng tại vì một người nghệ sĩ khi phát hành một bài hát nó phải đúng cái thời điểm đúng không Điều, điều không ai chối bỏ được hết cả tất cả những người nghệ sĩ ngồi trước mặt quá tuấn du cũng vậy vô có thể hỏi à mấy anh chị ra bài hát có anh chị có bao giờ chuẩn bị tinh thần là cái thời điểm đó cái cái mai sách cái cái phiêu của khán giả thích cái gì không mọi người cũng phải theo dõi thị trường mọi người mới dám làm chứ đúng không thì giống như bây giờ bản thân du đang đoán được là khán giả đang thích trở lại dòng nhạc hồng kông lời việt hoặc là những bài hát theo cái giai điệu của hồng kông theo thôi chứ không phải là mình mình cố tình mình sẽ chỉ hát những cái bài hát nhạc Hồng Kông là việc những bài hát nhạc Việt Nam mình cũng hát nhưng mà cái màu sắc nó là cái âm sắc của của âm thanh của của nhạc Hồng Kông thời đó cho nên là đối với du thời điểm đó cũng là thời điểm thích hợp để du muốn chia sẻ quảng bá và có truyền cảm hứng cho những người nào đó mà hiện tại họ đang tham lam họ đang tham lam thì họ nghe được bài hát của du họ giật mình họ tỉnh ngộ để họ có thể sống tốt hơn. Tốt thôi. Giống như bây giờ mình đi vô tù mình hát, đi vô trại giam mình hát. Chẳng lẽ bây giờ mình vô đó mình mình nói là mình đi quảng bá không có. Mình đang đi để mình mình muốn 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 nói nhắn nhủ với các anh em phạm nhân, chị em phạm nhân là các anh em đã rơi vào vực thẳm rồi thì chúng tôi đến với các anh em là chúng tôi chỉ muốn các anh em đứng dậy và làm lại cuộc đời chứ không phải là chúng tôi vô chẳng hát chơi chơi vui vui đâu. Nếu chơi chơi vui vui thì có những chương trình mời mình trả tiền các xe mà rất cao mình đi hát chứ tội gì mình phải vào trong đó mình hát không hề có một chút chi phí nào ở trong trại giam hết mà bỏ rất là nhiều công sức vào thì với mục tiêu là gì mục tiêu là chia sẻ âm nhạc thay tiếng nói của mình vậy thôi lợi dụng cũng được và tận dụng cũng được tất cả mọi thứ phải đúng vào thời điểm đúng vào cái cái đó thì nó sẽ hiệu quả Quách Tuấn Du nghĩ sao về việc Hồng Loan đi hát mối quan hệ của anh có vẻ rất thân với con gái của nghệ sĩ Vũ Linh du cũng đã từng khuyên hồng loan trong một cái buổi uh, lễ dỗ tổ uh, vừa rồi du có nói là hiện tại hồng loan đang được số đông ủng hộ cho cô ấy rất nhiều thì du nói là thường thì cái người mà không phải ngành ca sĩ khi mà nổi tiếng lên thì ai cũng muốn cầm mic để được hát trước mặt mọi người dẫu cho hát hay hát dở cũng muốn được cầm mic. đấy bởi vì chỉ có ca sĩ mới có thể được đứng trên sân khấu hát 3 đến 4 bài, 5 bài và giao lưu được thời lượng dài. Còn nếu như mà chỉ lên giao lưu đôi ba câu rồi xuống thì thì cái người đó celeb đó cũng không đủ để để thuyết phục bầu xô tổ chức một cái chương trình để cho người đó, người đó xuất hiện. Thế là Du có nghĩ trước, Du có nói với 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 Loan là nói vậy, với là Du nói với với Ni tại vì Du biết là Ni là là một người đang đang rất thân cận với với Loan. Thì Du nói trước cái điều này là bởi vì vô tính vô thật cũng thẳng không có sợ mất lòng vô chỉ nghĩ sao vô nói vậy thôi thì không biết tâm trạng lúc đó loan có buồn hay không đi có buồn hay không nhưng mà vô nghĩ rằng là với loan cũng là do động lực là từ phía tác động khán giả họ quá yêu thương thì họ muốn gặp loan thì gặp thì thì loan cũng là từ bé là đã, đã tiếp xúc âm nhạc với 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 gia đình rồi cho nên là ít nhiều loan cũng là người cảm nhạc được và hát được còn việc hay hay dở là là do cái những người khán giả đó người ta có chọn hay không thôi chứ gì ngồi đánh giá ai hay ai dở thì bây giờ chính bản thân bác tuấn du hay là à, những ca sĩ đang nổi tiếng thì cũng có người đánh giá dở có người đánh giá hay chứ đâu có ai được tất cả một phần trăm được đánh giá hay hết đâu cho nên cái việc loan đi hát là việc đó là việc cá nhân của loan thôi loan cảm thấy mình đủ tự tin thì loan lên sân khấu và du có khuyên đó là hiện tại bây giờ loan nếu như có ý định đi hát thì cố gắng rèn luyện thật sự cho được chỉnh chu nhất thì hãy đi hát nhưng mà vừa rồi thì vô thấy loan xuất hiện đi hát cũng hơi sớm nhưng mà đối với vô thì vô nghĩ rằng mỗi người có một cái duyên cái khoảng khoảng trời thời gian vừa rồi loan đang có duyên với khán giả thì loan cũng muốn được đến gặp khán giả mình vừa giao lưu mà vừa hát giao lưu với nhau thì cũng cũng được đi chứ cũng không có nghĩ rằng là đi sai được và cái mối quan hệ của vô với gia đình của cố nghệ sĩ Vũ Linh thì cũng không phải là thân Không hề thân với bất kỳ ai cả Là bởi vì Ngày xưa Xin lỗi ngày xưa thì tính hơn 10 năm rồi Thì cũng gọi là ngày xưa đúng không, mọi người Du có đi hát chung với anh Vũ Linh rất nhiều Tại vì mọi người thấy Du còn trẻ Vậy cứ tưởng là sau này mới đi hát Có nhiều bạn trẻ nha Họ comment rất là ác ý Nói là ông này Ông còn nhỏ xíu vậy mà làm gì nó là đi hát chung với anh Vũ Linh Không có Du là ca sĩ thời 8X là đã có cơ hội tiếp xúc với rất là nhiều nghệ sĩ gạo cội và trong đó có nghệ sĩ có nghệ sĩ vũ linh thì du đi hát chung với anh thì vui gọi là anh nha thì rất là rất là thân thiện thân biết rồi nói chuyện vui vẻ lắm nhưng mà chỉ là vui trong cái 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 ngành nghề của mình thôi trong cái môi trường ca hát của mình thôi khi thoát vai ra rồi thì mạnh ai về đời sống của họ thì du cũng không có chưa bao giờ đến nhà của anh vũ linh cũng chưa bao giờ ngồi uống cà phê với anh vũ linh thì thì làm sao du biết rõ được gia đình của anh Vũ Linh có bao nhiêu người con rồi người, người thân như thế nào hoàn toàn Du không biết nhưng Du có làm một cái một cái động tác đó là Du giúp cho một cái công ty BH Media là công ty ký hợp đồng bảo vệ bản quyền KH của Du thì công ty muốn đến đó à, gợi ý cho cho gia đình để mà bảo vệ cái hình ảnh của nghệ sĩ Vũ Linh trong lúc đám tang bởi vì lúc đó có rất là nhiều YouTuber, TikTok này nọ quay hình ảnh bị cắt ghép thì sẽ không có một cái video chung, cho nên Du thấy cái điều này cũng là một ý tốt nên vô mới mới nhận lời Du kết nối cho đại diện BH và gia đình của Hồng Loan. Mà vô cũng không hề biết Hồng Loan là con của chú Vũ Linh là anh Vũ Linh là con ruột hay con nuôi mà vô chỉ biết Hồng Phượng. Cái này sẵn giới truyền thông luôn mình sẽ nói luôn. Tại vì nói trước đây Du cũng có có livestream nhưng mà cái 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 lượng người xem có thể nói là nó sẽ không có có phủ được để cho mọi người có thể đừng hiểu lầm vô bởi vì Du biết hồng phượng cũng qua những cái chương trình ca hát đi show thì vô mới nói à hồng thượng là cháu của chú vũ linh thì hồng phượng có thể giúp cho Quách quá tướng du gặp người nào mà quyết định được cái, cái cái câu chuyện này cái việc này của gia đình thì hồng phượng nói là để hồng phượng để hồng phượng quyết định và hồng phượng sẽ sẽ gặp những người trong gia đình Thì Du nghe như vậy, Du cảm thấy yên tâm rồi Thì lúc đó Du mới nói À đây, đại diện BH và gặp cô Vượng hai bên Có thể giao lưu trực tiếp nha Và làm việc với nhau Rồi um, ký hợp đồng gì đó Thì đôi bên thỏa thuận với nhau thì ok Thì Du lúc đó đã hết việc của mình rồi Và cái việc tiếp theo đó là Du có Nhận một cái bao thư Từ phía công ty BH Bỏ vào thùng phúng điếu Thì trong cái bao thư đó là 10 triệu đồng Du cũng sợ nó niêm phong lại mà, mà nói 10 triệu mà trong đó có một triệu thì đâu có được dù cũng lấy ra Du đếm rõ ràng là 10 triệu và Du bỏ vào Thì hoàn toàn không có tiền của Du trong đó Bởi vì lúc đó Du đến nơi là Du định mua một bó hoa, một lãng hoa Mà hoa lúc đó là là đóng cửa, để gấp gáp mọi thứ thì Du nói thôi Thôi mình làm việc cho công ty BH giống như người nhà rồi thì coi, coi như bao thư này cho phép mình cũng như là phúng điếu đi tại vì thật ra lúc đó du thấy hoa rất là nhiều rồi phí đó cho nên là cái việc phúng điếu là du có đích thân bỏ vào phần phiếu 10 triệu và kể từ đó về sau là du không hề có hoàn toàn dính líu vì bất kỳ cái công việc hay là cái tình thân gì với gia đình chỉ có mãi về sau này du có được một nhạc sĩ gửi cho du một bài hát và du thấy một bài hát này rất hay và cho dù có ám chỉ gia đình nào đi chăng nữa thì du cũng rất tự hào và du sẽ hát bởi vì sao trong cuộc sống này du luôn luôn rất là rất là gọi là dùng từ ghét thì không phải là ghét rất là sợ những ai đó tham lam những ai đó uh, tham nhũng du rất là sợ cả trong gia đình của mình cả bà con bạn bè của mình chỉ cần biết người đó tham là du sẽ dỗ cho một số tiền nhỏ hay là một cái việc gì đó là du sẽ né không chơi vĩnh viễn không chơi luôn cho nên là cái bài hát này nói về cái điều này tại sao mình không chia sẻ tại ai cũng muốn truyền cảm hứng cho những người khác bằng những cái gì tốt đẹp nhất thì du mới thấy cái bài hát không phải của mình nói ý nghĩa này thì du hát lên còn vấn đề là nó rơi vào hoàn cảnh của gia đình nào thì thì chịu thôi và một người nghệ sĩ trách trách nhiệm của người đó là hát một bài hát để cho nhiều người đồng cảm thì có phải là sự đồng cảm này đó là mang đến cái sự thành công cho du với bài hát này không mà một một mà một điều là du không bao giờ cố tình vì nhạc sĩ đưa cho du giống như bao nhiêu nhạc sĩ khác không đưa bài hát này cũng đưa bài hát khác thì du vẫn hát thôi đó là cái câu chuyện mà mối quan hệ của du với gia đình bên hồng loan còn việc mà bầu sâu mời du đi hát chung với hồng loan chẳng lẽ du né du thấy bình thường du đi hát du chỉ biết bản thân mình bầu sâu mời mình thôi còn cái việc mà có mời ai trong chương trình là du không quan tâm bởi vì bầu sâu trả tiền cho những người đó chứ đâu phải du trả tiền đâu du phải bài trừ ra hay du du sẽ né người đó du cảm thấy tất cả đều giống nhau hết chúng ta cùng đi làm việc tổ chức đó muốn mình làm việc thì mình sẽ làm việc cho họ thôi anh nghĩ sao về việc nghệ sĩ Vũ Luân làm đám cưới với Phương Lê anh có ghen tị hay nghĩ đến việc tới thời điểm mình cũng nên cưới không hoàn toàn cái việc của những người khác anh, anh Du xin lỗi là không có không có quan tâm tới hôn nhân gia đình của người khác mình chỉ biết bản thân mình cái cái cảm xúc của mình sống phải hợp lý giống như thời điểm đó dù muốn có con dù muốn có em bé dù có muốn có vợ thì nó là phải thật sự từ trái tim mình có thật mình mới làm còn đến ngày hôm nay du chưa muốn thì cho dù mọi người có áp lực vô tại sao tuổi này không chịu lấy vợ không chịu uh, có gia đình thì du cũng không có khe nhưng quan tâm luôn du sống làm sao mà cảm thấy trái tim mình nó thấy nó hợp lý là du sống thanh thản chính vì vậy mới có được cái hình ảnh ngày hôm nay một người ở tuổi trung niên và được giữ được như thế này <laughs> thế này là ảnh gì nhất trong khoảng thời gian này của mình nha bản thân Quách Tuấn Du có mừng khi thấy đàn anh Vũ Lưng làm đám cưới. <laughs> Tại sao là lại là chỉ xoáy vào anh Vũ Lưng không ta? Có rất là nhiều người khác cũng sắp lập gia đình đó. Ví dụ anh Châu Gia Kiệt cũng chuẩn bị nè. Anh Châu Gia Kiệt đám hỏi rồi. Quách Tuấn Du đã đi đám hỏi rồi và chuẩn bị đám cưới. Nhưng mà ngày nào thì vẫn chưa công bố. Và cũng còn nhiều người khác nữa thì mình thấy ai có gia đình là hạnh phúc là mình thấy thấy mừng thay cho họ thôi chứ cũng không dám không dám suy nghĩ gì điều gì là họ lấy nhau vì điều gì á cũng không dám tại vì bởi vì có thể mình nhìn là như vậy nhưng trong trái tim họ khác hay sao cái cảm xúc họ khác sao con người có phải tất cả mọi người có phải nói là đôi khi mình mình như thế này nhưng mà mình có những cái uẩn khúc bên trong không mà mình không bao giờ mình chia sẻ với ai được và chỉ có mình biết điều đó thôi chắc chắn ai cũng có hết cho nên là mình luôn tôn trọng cái cảm xúc của người khác cái cảm xúc nó quan trọng lắm còn chuyện tình yêu của Quách Tuấn Du sao rồi? Nói thiệt thì là Du phải nói điều tự tin là Du hơn các bạn với Du Cũng thời thờ rất nhiều Nhưng hơn cái gì? Hơn là sự độc thân <laughs> Hơn là sự độc thân đến giờ vẫn chưa có gia đình Thì cái, cái, cái mình thấy mình luôn luôn trẻ, mình thấy mình luôn luôn chơi được những cái bốn đồ chơi mà gọi là có thể nói là mà người đó không chơi được <laughs> ví dụ như là nhảy nhót lung tung trên sân khấu thì bây giờ nhưng vẫn còn có thể làm được cùng với vũ đoàn nhảy có thể vỡ một bài hát nhưng có thể nhảy hết một bài và nhảy một cách tròn trịa vừa rồi giống như vừa rồi nhưng có tham gia một cái live show của ngọc sơn ở, ở hà nội Đó như có hát một bài hát uh, bắt buộc phải nhảy thì bất chợt đi ban tổ chức đổi đổi cái kịch bản là muốn du phải là một cái dòng nhạc bolero remix còn nếu mà hát bolero cổ điển thì thì lại trùng lắp với những ca sĩ trong chương trình bởi vì nghe danh ca ngọc sơn là mọi người cũng biết là bolero chính thống nhưng mà với du thì là một ca sĩ uh, nhạc trẻ mà bây giờ xuất hiện trong chương trình đó hát bolero đứng một chỗ thì nó không có không có đẹp cho nên là uh, ban tổ chức đã đổi du hát bolero mà remix thế là du phải tập rất là gấp rút để mà uh, có một cái bài bản nhảy với với chương trình thì du cũng biết rằng lúc đó du rất hồi hộp và lâu rồi không nhảy chân tay mình cũng cứng nhưng mà lúc đó du tập cũng rất là nhanh và được tròn trị trong cái cái tiết mục của mình đó là cái mà mình cảm thấy rất là may mắn hơn các bạn của mình là bởi vì có thể như là anh lâm vũ lâm hùng uh, hay là anh em khác thì thì ai cũng đã có gia đình đó thì mọi người cũng biết là có một đứa con là cái đầu mình nó tiết ra nhiều cái chất lo lắng và dẫu cho các anh em đó tài sản nhiều hơn du thì các anh em đó cũng bị thiếu một cái đó là thiếu sự gọi là độc lập tự do giống như bản thân mình hiện tại đang có cho nên cái cuộc chơi này du chơi còn rất là sung sung sức để mà có thể đeo đuổi cái đam mê của mình nói đi cũng nói lại thì trên đoạn đường đi thì chắc chắn là cái tình cảm mình cũng có với rất, là nhiều người mà mình muốn lập gia đình nhưng mà tất cả là cũng là do số phận thôi cũng đổ vỡ một một vài lần lúc trước du định đám cưới với một một người quen được 4 năm thì người đó là một người bạn của Ngọc Trinh giờ Du cũng không có ngại bởi vì người đó là uh, một cô gái uh, cũng là trong top uh, 10 của thuộc thi hoa hậu uh, áo dài của năm đó ở uh, Phan Đình Phùng là người model của Vũ Khắc Tiệp thì Du quen với cô gái này được 4 5 năm thì lúc đó Du cũng có ý định lấy uh, lấy nhau tại vì lúc đó tuổi mình bắt đầu đã, đã đã có đủ để mà trưởng thành mình mình lấy nhau rồi thì thì xảy ra một sự cố trong gia đình không có không có hài lòng với nhau đôi bên cho nên là chúng tôi là phải chia tay cái vết nứt đó đã làm cho du cảm thấy là mình mất niềm tin trong cái việc hôn nhân nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ rằng là cái gì nó cũng có cái lý do của đó khoảng thời gian đó thì mình nổi tiếng là có nổi tiếng nhưng hoàn toàn tài chính mình không có gì hết mình vẫn đang đi hát với một cái mức cách c hàng tháng lãnh lương một tháng chỉ được 8 triệu thôi thì 8 triệu nó chỉ đủ chi phí cho mình và mình chăm sóc cho mẹ mình và các em của mình lúc đó em các em trong gia đình của mình từ ở quê lên chưa có chưa có điều kiện lắm cho nên mình cũng trang trải nhiều thứ đó cũng là một một cái nỗi lo mà thanh xuân du không có được trọn vẹn về tình cảm thì lúc đó là du chia tay với bạn gái là cho đến nay là du quyết tâm với cái nghề của mình only về cái đam mê ca hát thôi trên đoạn đường đi cũng có yêu yêu sơ sơ yêu sương sương người yêu đậm cũng có một chút chút nhưng mà để mà đi đến hôn nhân quả nhiên là rất là khó lúc đó là nếu mà kết hôn là chắc chắn người đó là người mình rất yêu rất thương và muốn sống như vợ chồng còn về sau này thì chỉ là tình yêu thôi và chưa có cảm xúc là vợ chồng nên mình hiện tại mình vẫn độc thân và hơn các bạn anh em của mình hiện tại vẫn là cái sự độc thân để mình có thể song sáo vào những cuộc chơi và là đứng ra tổ chức những cái chương trình riêng cho mình Du cũng tự tổ chức được. Anh có nghĩ đến việc làm bố đơn thân, làm con như nhiều nghệ sĩ bây giờ? Cái này hả? Cái này cũng một cái việc rất là nó cũng hơi tâm linh một xíu tại vì con là trời cho. Nếu như đến một lúc nào đó tự nhiên Du gặp một cái gì đó nó thúc đẩy biết đâu một cái cô gái đó mà mình cảm thấy rất phù hợp mình chưa có yêu nhưng mà rất phù hợp có thể mình nhanh chóng mình làm quen để mình kết hôn để mình mình có một gia đình thật sự Tại vì bây giờ cái tuổi này Du cũng rất là thèm có một gia đình Có baby Mọi người cũng biết là Khi mà Mình chưa có gì hết thì mình không có hoàn toàn là mình Trống rỗng, rỗng tuét trong đầu, không có lo nghĩ gì hết Nhưng mà khi mình có Có tài chính Có những cái tài sản của mình rồi, tự nhiên lúc đó Tự động nó sẽ lo Bản thân Du bây giờ Du lo là Khi mình mất độc vị, Mình mất đi Trong tích tắc Thì cái tài sản mình ai hưởng đó là cái mình. Mặc dù tài sản du cũng chả bao chả chả có 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 xi si nhê gì đối với anh chị đại gia hay là các anh chị nghệ sĩ thành công trước vô đâu. vô không có nghĩ tới nhưng mà đối với Du là từ hai bàn tay trắng, từ 50 ngàn từ ở quê lên lên Sài Gòn. Năm ha năm 1997 98 mà ngày hôm nay Du làm được một điều gọi là đối với du là quá phi thường rồi. Có tài sản, có nhà, có cửa, có xe và đi diễn khắp nơi trên thế giới muốn bay lúc nào bay thì đó là cái mà du quá may mắn và hạnh phúc và du đang được đang được ơn trên phù hộ thì du mới nghĩ rằng là cái nỗi lo nhất là bây giờ bất chợt mình mất đi tài sản mình đưa cho ai tại vì mẹ du cũng lớn tuổi nè mẹ du cũng đâu có còn xài nữa em du đứa nào cũng có nhà có cửa có gia đình êm ấm chị du ở nước ngoài thì giờ còn mình du chính vì vậy đó là cũng là một cái nỗi lo thôi cho phép mình không lo nữa mà nghĩ rằng là nếu như mất đi bất chợt bất chợt thôi nha còn nếu mà mất vì bệnh thì chắc chắn thì sẽ lấy tài sản của mình ra để mình mình hậu thuẫn rồi còn nếu mà bất chợt thì chắc chắn rằng du cũng sẽ lấy 50% phần trăm của mình du đưa về cho gia đình để gia đình xử lý còn 50% trăm du sẽ nhờ gia đình nhờ tất cả mọi những người bạn thân của du mà du tin tưởng nhất đi làm từ thiện giúp cho du 50% trăm còn lại dù đã, vô đã từng có hứa và có một cái lời lời thề trong cái, cái trái tim của mình đó. không phải nói trước truyền thông để mọi người ca ngợi vô đâu Tại vì mọi người thấy rõ ràng là là như vậy đó Giờ nằm ngụm cú tội cái <laughs> Thì không biết làm gì à, đó, là vậy Mình lo xa thôi Tại bấy nhiêu nay mình cài nhiều quá Mình đi làm nhiều quá mà mình mình không có hưởng Thì mình cũng muốn có một chút buồn Bây giờ mình Mình có một chút thoải mái hơn là Vừa đi hát Vừa kết hợp đi du lịch À, rồi vừa tìm hiểu một ai đó Cứ thả lỏng để tìm hiểu một ai đó Cảm thấy phù hợp thì mình sẽ tiến tới Những cái việc gọi là hôn nhân Còn việc có con uh, Theo dạng giống như là Các anh chị mới vừa hỏi Thì vô cũng có từng suy nghĩ đấy chứ Nhưng mà Du chưa có cảm xúc được Du chưa có cảm xúc được là Có một cái baby đó mà baby đó Không có mẹ là vô cũng đang Đang bị hơi Confused với cái điều đó còn còn tốt hay xấu thì mình vô chuyện vẫn chưa nhận định được điều đó. thì mỗi người có một cảm xúc mà có thể vô thấy một đứa con nó còn cha còn mẹ nó sẽ tốt hơn. còn nếu mà bây giờ mình thực hiện một bé bi mà không có người mẹ đó mình mình về mình nuôi con thì thì không biết ra sao thì mình chưa có cảm xúc đó chưa có dám nói. Quách Tuấn Du có nghĩ sẽ tham gia sâu anh trai vượt ngàn trong gai và bản thân anh có theo dõi? À nếu mà nó không theo dõi thì không 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 đúng. nhưng mà nếu như mà quan tâm nhiều thì chắc vô cũng đủ thời gian quan tâm tại vì cái việc của du bây giờ du làm còn chưa hết nữa, du đi hát, thậm chí bây giờ có nhiều ca sĩ xuất hiện trên thị trường hiện nay, du cũng không không thể nào nhớ mặt nhớ tên được, bởi vì cái việc của du uh, ngày xưa thì du có theo dõi thị trường để biết người nào đang thành công cái gì để mình có thể đi theo hoặc là mình có thể uh, né những cái việc vấp ngã của người đi trước, thì du có quan tâm rất rất là nhiều và ai xuất hiện là du biết, nhưng với thời điểm này hầu như là nói về tuổi tác thì mình cũng không đủ để mà mình nhớ hết mọi thứ để mình có thể mình mình quan tâm thì cái game các game truyền hình hiện tại tại bây giờ thì xuất hiện đó là do từ các nhà sản xuất họ có quá nhiều sự sự đầu tư họ có quá nhiều tài chính thì họ có thể bởi vì như nói là đối với âm nhạc nghệ thuật có bao nhiêu chơi bấy nhiêu không có tiền cầm cái mic khác ở ngoài đường cũng là ca sĩ ai cũng có thể làm được ca sĩ hết nhưng mà cái việc mình có ý thức mình là một nghệ sĩ như thế nào mới gọi là nghệ sĩ thì chưa chỉ nghĩ rằng là à, những cái game show truyền hình là những game show được uh, được các nhà đầu tư, được các đơn vị có quá nhiều kinh phí thì họ muốn chơi một cuộc chơi thỏa mãn đối với cái nguyện vọng của họ, các nhà sản xuất họ. Còn việc lời hay lỗ làm sao ai biết được? Có khi là lỗ đó mọi người, họ mở ra game show có khi họ lỗ đó, nhưng họ mang được cái gì? Mang được cái cái, cái lý tưởng của họ lý tưởng họ là giống như hồi nhỏ họ cũng đã từng hâm mộ rất là nhiều ca sĩ mà họ không có đủ điều kiện nhưng bây giờ họ họ trở thành ông này bà nọ họ có có quá nhiều tiền thì họ cũng không biết xài đâu chết thì họ sử dụng cho cái việc gọi là thỏa mãn cái đam mê của mình cho nên là các game show truyền hình ở hiện tại họ đầu tư quá lớn để rồi có những người nghệ sĩ uh, khác họ họ không có cơ hội đến với những game show đó thì không phải là họ không hay cho nên là game show nó vẫn là game show còn tính chất nghệ sĩ là phải thực sự là một người đủ cái gọi là đủ cái tầm và đủ cái đam mê đủ cái cái cuộc sống yêu thích cái cái nghề này để mà đứng trên sân khấu dù cho họ còn nổi tiếng hay không nổi tiếng mà họ đam mê là họ luôn là một nghệ sĩ đối với dương nhìn nhìn nhận cái điều đó còn những cái game show tổ chức ra thì thực sự ra mà nói thì đối với du quan tâm giống như là một cái gì đó để mình thời trang mình xem thôi, dạ, chứ du không có xem cái đó là một cái một cái nơi gọi là khẳng định đẳng cấp của mình. Quách Tuấn Du có phải ngắn với việc đóng tiền tác quyền nhiều nên ngưng việc phát triển Bolero Remix mà mình thành công trước đó? À, chắc mọi người cũng 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 đã biết được đối với bây giờ một cái bài hát là không những đóng tiền tác quyền người sáng tác mà còn thậm chí đóng tiền âm thanh nữa, cho nên là Uh, cái việc bolero remix ngày trước của du ra đó cũng một phần may mắn là lúc đó chưa có truy thu về bản quyền và du may mắn ở một điểm là là mọi thứ do công ty họ 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 nắm giữ cho nên họ có cái cách của họ và họ tự đóng tiền bản quyền đó cho du cho nên du đỡ cái cái phần chi phí đó và cho đến thời điểm hiện tại bây giờ du cũng có một công ty công ty để họ đứng ra họ lo cái bản quyền đó cho mình họ lo cái bản quyền đó cho mình cho nên là mình cũng không có có ngại ngùng gì để mình để mình tiếp tiếp tục thực hiện những mv những cái dòng nhạc bolero Remix biết đó không có phải không không phải du ngại đâu tại bởi vì mình đã có một công ty xe với mình rồi mình không có hưởng trọn vẹn nó thế là uh, du muốn dừng lại là bởi vì du còn quá đam mê cái cái dòng nhạc mà từ những ngày đầu mình đi đó là âm nhạc ký ức thanh xuân nhạc hồng kông lời việt và thậm chí những tác phẩm nhạc Việt Nam mà hòa âm phối ký theo màu sắc đó thì là Du cũng rất thích chứ không phải là Du chỉ mê dòng nhạc viết lời Việt từ cái, cái nhạc Hồng Kông không nhạc Việt Nam vẫn là nhạc hay nhưng mà mình phải đi theo cái mô tiếp của cái tính chất giọng của mình theo cái dạng rock ballast là Du rất là thích Quách Tuấn Du lấy động lực gì để vào trại giam diện những bộ trang phục bị nhiều người cho là lố Du trả lời câu câu đầu tiên đó là về cái vấn đề Du vào trại giam hát tính ra là cái sự đồng cảm của du có từ nhỏ rồi từ nhỏ mà du xem những cái phim uh, hành động của Hồng Kông thì du thấy những cái việc gọi là các anh chị có những có những người họ không có cố tình họ không có cố cố tình họ gây phạm pháp để họ phải vào đó đó là những người họ vô tình thôi những vô tình họ bị nhưng mà họ dẫu cho có vô tình hay cố tình thì khi mình phạm pháp thì vẫn là phạm pháp thì họ bắt buộc phải trả một cái giá vào trong đó thì vô nghĩa rằng là chính nếu nếu bản thân mình vô tình mình bị mình bị gai hay là mình vô tình mình đang lái xe tự nhiên có một cái con ruồi mũi bay vô mắt mình cái mình lạc tay lái mình đụng người ta vì đó mình cũng là gây tai nạn là cái sự vô tình mình phải vào trong đó mình trả một cái giá thì chắc chắn rằng là, là mình phải có một cái sự là đồng cảm từ nhỏ rồi dù đã có sự đồng cảm từ nhỏ với các các anh em phạm nhân các anh chị phạm nhân trong đó thì vô muốn uh, có cái cơ hội đến đến đó mình chia sẻ bằng cái bằng cái âm nhạc của mình và vào trong đó thì không phải vui chơi nổi mà du lấy cái bộ đồ để du mặt đâu tại vì mọi người không có soi đến cái lúc mà du bất chợt á du mới nói chơi với một người phạm nhân thôi nói là cái bộ đồ này nó chỉ là bộ đồ thôi mà mọi người đâu có gì phải buồn đúng không? Mặc bộ đồ này vẫn là vải, vẫn là một cái bộ đồ đồng phục thôi. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải biết đứng dậy, mình phải biết làm sao biến cái bộ đồ này để cho mọi người không mặc cảm nữa. Thì mới nói là Vậy anh có muốn mặc không? cái vụ thách thức vô thì có một hai anh phẩm, em phạm nhân đó, anh có vô, vô có muốn mặc không? Nói nói, Mu muốn 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 vô mặc vô mặc là vô đâu có ngại đâu. Bởi vì sao? Bởi vì chiếc áo gọi là chiếc áo nâu sầu không làm nên cứu phật một người phạm nhân không chưa chắc gì họ đã 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 làm sai mà cũng bằng sự cố tình đôi khi vô tình cho nên là vua nói là đưa vô mặt đi thì vô mới lấy ra vô mấy anh em đưa cho vô mặt và dù đã có một cái buổi biểu diễn và có một cái sự <laughs> gây đột phá trong cái cái sự thưởng thức của tất cả quý vị khán giả nói là tại sao ông này không sợ cái điềm gỡ hay là không sợ xui hay là ông này không có sợ cái gì đó mà tại sao dám mặc bộ đồ này hay là ông này đang chơi nổi thì có nhiều cái câu hỏi của tất cả quý vị lắm cho nên là dù hôm nay sẵn dịp du cũng trả lời về cái vấn đề bộ đồ mà và đi vào tụ hết câu hỏi tiếp theo đó là bộ đồ ăn mài bộ đồ ăn sinh bởi vì sự vô tình nữa là du có đi qua bên bên mỹ du có gặp một người à, vô gia cư và anh đó anh có một cái bài hát rất hay tiền và đời thì anh đó là xuất thân từ từ một người rất là bình thường rất là giỏi nhưng mà ảnh vì cuộc sống ảnh vì cái thần kinh ảnh bị va chạm là bị tổn thương gì đó nên anh đã bị đã đã đã, đã biến mình ở một cái con người khác nhưng mà dẫu cho ảnh có như thế nào đi chăng nữa thì YouTube tiếp xúc ảnh thì ảnh có một cái tinh tinh thần yêu âm nhạc quá lớn và cái sự sáng tác của ảnh nó đâu đó lời lẽ rất ok cho nên là cái bài hát tiền vào đời anh sáng tác ra thì chưa có ai hát hết là du là người xin phép anh hát và du hát xong thì du nghĩ rằng là mình phải hóa thân phù hợp với cái hoàn cảnh bài hát nội dung bài hát thì trong cái những lúc cuối năm vừa rồi mọi người cũng thấy là kinh tế nó rất là khó khăn rồi bao nhiêu người trả mặt bằng bao nhiêu người khổ thì mình nghĩ rằng thôi bây giờ mình cứ trải nghiệm cái sự khổ này trước đi biết đâu sau này mình cũng vấp ngã để mình không bỡ ngỡ thế là cái động lực đó đã giúp cho du uh, nhờ nhà thiết kế nhà thiết kế ai thì chính là, là, bản thân mình và các bạn của mình ở nhà cùng nhau vỡ cái cái bộ đồ đó ra để mà làm làm nên một cái 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 trang phục uh, vô gia cư và lúc đó du đã đi ra một cái phố để du quay thì sau đó mọi người lại nghĩ đi khác đi là nghĩ là uh, du muốn làm một cái trò gì đó không có tại đối với du Ăn mặc nó phải phù hợp với lại bài hát. Và đi hát cũng vậy. Không phải đi vô chùa mà mình hát nhạc quậy, nhạc remix, nhạc tung mừng, nhạc tình yêu. Vô chùa là mình phải hát nhạc chia sẻ đạo đời. Đó, đối với như vậy. Còn đến với học sinh trẻ con thì mình hát những bài hát tình yêu quê hương đất nước. Trừ khi có những lúc gọi là uh, các bạn quá vui vẻ, các thầy cô cũng yêu cầu quá thì hát thêm một vài bài đó là phụ trợ thôi. Chứ cái chính mình vẫn đến những nơi mình phải phù hợp. Thời kỳ đỉnh cao của Quách Tuấn Du có phải được tính bằng rất nhiều vàng? Không, cái thời của uh, của anh Du thì chưa có tính bằng, không có tính bằng vàng nữa mọi người Du nghĩ là cái thời tính bằng vàng đó là thời của cô Lị Thủy nè, à, chú Minh Vương là các uh, danh ca Ngọc Sơn ví dụ như vậy đó Chứ mà đối với thời của Du thì vẫn, vẫn tính bằng tiền Du không biết cách xê của mình ở thời điểm đó là cao hay thấp Nhưng với cái tên tuổi của Du là, à, Du hãnh diện là Du mang đến lợi nhuận cho người khác đối với du cho đến ngày hôm nay du cũng muốn thú nhận với tất cả quý vị các anh chị giới truyền thông cũng như với khán giả có xem cái video này nếu một ngày nào đó mà du thấy cái mật độ mà khán giả không yêu thương mình nữa và cảm thấy chán nản với giọng hát của du và bầu xô không mời mình nữa thì hoàn, hoàn toàn du sẽ lẳng lặng du rút lui và du sẽ tìm một cái phương pháp nào đó để du sống du làm việc mà du không có bị ảnh hưởng bởi cái âm thanh âm nhạc mà nó lôi cuốn mình để mình bị khổ thực ra mà nói cái người nghệ sĩ giống như là cầu thủ bóng đá nếu như mà chấn thương hoặc là nghệ sĩ bị mất giọng hay là bị bị khán giả uh, bỏ rơi thì hoàn toàn tuyệt vọng lắm nhưng với du du đã chuẩn bị mọi thứ sẵn hết rồi giống như vừa rồi du nói là sau sức khỏe là du đã chuẩn bị hết mọi thứ cho nên giờ cái việc mà du sống đi và làm việc trong cái nghề này nó rất là nhẹ nhàng đối với du cho nên là tiền bạc uh, đối với du nói chung là hiện tại bây giờ nó cũng không phải là quá quá áp lực để Du có thể suy nghĩ về nó còn cái việc ca hát thì bầu xô mời Du thôi chị du có thể liên hệ và du có thể dễ thương với bầu xô bầu xô có thể bút du liên tục nhưng mà đối với du du còn nói với các anh chị bầu xô à, nếu như mà cảm thấy cái chương trình này cái show diễn này mà không phù hợp với em không có mang đến lợi nhuận cho các anh chị thì các anh chị đừng có mời du vô nói thẳng luôn tại vì mời vô đôi khi vô cũng muốn hát không muốn có vui cái sự thành công của mình mình chỉ mong muốn là mọi người nhìn nhận thì mình biểu diễn mình mới mới cảm thấy hạnh phúc còn nếu như mà hát vì vì mối quan hệ hát vì sự nể nang và cho phép thì mình chắc có lẽ mình xin mình đi về mình bán cà phê phụ quán rượu hay là mở nhà hàng đó là cái mà dù rất là hạnh phúc khi mình có được cái 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 tư tưởng như vậy còn về việc mới xây nhà danh tặng mẹ gần đây thì sao À, rồi, cái này thì không có gì để mà giấu hết bởi vì sao? Nếu như mọi người đã xem qua những cái video mà Du chia sẻ ở nhà thì cũng đoán được tại bất động sản mà. Ở bất động sản thì uh, mọi người cũng quan tâm lắm. Thì uh, cái căn nhà của Du hiện tại bây giờ nếu mà tính luôn nội thất là tầm 8 tỷ. Là tính luôn nội thất á, còn uh, còn uh, nếu như mà cái xác vỏ không á là 7 tỷ mấy. Dạ. Yeah, thì Du đã mua căn nhà này thì uh, cũng rất là gấp gáp bởi vì uh, vừa qua thì Du định uh, di chuyển mẹ của mình ở cái căn hộ nhưng mà du cũng không có dám dám quyết định cái điều này bởi vì đối với du mẹ bây giờ là muốn cho mẹ tất cả mọi thứ mẹ, mẹ thoải mái nhất từ cái vấn đề mà ăn uống sinh hoạt từ vấn đề mà bệnh của mẹ thì mẹ cũng có bệnh bệnh lớn tuổi thôi rồi chú muốn cho mẹ quyết định hết du rất tôn trọng mẹ và uh, cái việc mà du muốn bù đắp cho mẹ là bởi vì Mọi người cũng biết mẹ Du uh, 35 tuổi mà phải gồng gánh năm đứa con cho đến ngày hôm nay không có để tâm đến bất kỳ một cái uh, không có lo ra đến vấn đề nào hết. Lúc ba mất thì mẹ uh, nuôi năm đứa con thì thì có cũng có nhiều người đàn ông tới để mà quan tâm tới tới mẹ và muốn lấy mẹ mà mẹ hoàn toàn không không đồng ý và uh, vì nhìn thấy các con cho nên mẹ mẹ đã bỏ mặt những cái những cái niềm vui của mình riêng. Cho nên là giờ Du rất yêu mẹ, rất thương mẹ và muốn Mẹ phải thật sự là hạnh phúc những gì Và Du cố gắng bấy lâu nay dù khổ cũng được Du bây giờ bị thiệt thòi Thanh xuân cũng được Nhưng quan trọng là Du muốn mẹ mình Phải hạnh phúc nhất cho cho cái cuộc đời này Ở về sau này Hát lại nhạc thời 8X, 9X có phải quách Tuấn Du ngại đụng chạm Với nghệ sĩ trẻ bây giờ à, Câu hỏi này rất hay Cho phép Du trả lời là Rõ ràng là Du ngại Du lo sợ và Du biết là sẽ không bao giờ Bằng các bạn được dù khẳng định một điều Tính theo độ tuổi thôi cũng đã quá khác xa rồi Huống chi là cái tinh thần và cái âm nhạc bây giờ nó đã thay đổi cái lỗ tai người nghe Cho nên là với Du thì Du chỉ muốn giữ cái đối tượng mà đã từng yêu mình Họ không phản bội mình nữa là cái cái mình hạnh phúc và mình cái mình đang cố gắng chinh phục họ thôi Chứ không bao giờ nghĩ rằng là sẽ lấy cái dòng nhạc mà hiện tại Du đang phát triển Đang phát hành ra cho mọi người nghe để chinh phục giới trẻ hoàn toàn Du không bao giờ nghĩ tới bởi vì độ tuổi đã khác quá khác xa, không phải là Du không đi tiếp tục được cái dòng nhạc Bolero remix mà với cái thành công đó là thành công lớn nhất trong sự nghiệp ca nhạc của Du. Với 80 triệu lượt view thì mọi người cũng biết là ở năm 2015, 16, 17 thì cái YouTube mình bắt đầu lúc đó nó nó còn nó còn mới mẻ lắm nhưng mà Du đã được 80 triệu lượt view thì mọi người cũng đoán được bây giờ mọi người lúc đó lúc đó nha, mọi người cũng vẫn chưa biết tính tiền như thế nào, tính tính được cái tiền thu nhập gọi là đối soát gọi là đối soát từ từ công ty youtube ở đầu mỹ gửi về thì bao nhiêu nhưng mà bản thân du lúc đó du cũng không bao giờ nghĩ tới luôn tại vì mình không còn không còn phát hành được băng đĩa nữa thì mình sẽ làm sao để đến tay khán giả thì lúc đó xuất hiện là các nền tảng xã hội để mà cho khán giả nghe thì lúc đó du đã may mắn là có một công ty họ offer cho mình là lấy trong lấy cái linh nhạc mình về phát hành thì mình cũng mình mình đưa đi mình cũng nghĩ rằng thôi chỉ cần là khán giả đón nhận nghe là đủ rồi chứ mình không có biết kiếm tiền từ đó luôn á tại vì lúc trước đây xin lỗi mọi người là du có sự chú tâm kiếm tiền đến một cái sản phẩm đó là cd dvd và thậm chí có cả usb mà du là người làm cái usb đầu tiên trong cái cái cái, cái môi trường âm nhạc này Tại vì lúc đó mọi người kết thúc băng đĩa rồi mọi người muốn đi hát muốn dành tặng cho mọi người đĩa thì sợ ở các đầu máy năm 2017 là sẽ không có có được cái 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 đầu nghe cho nên là vui đã nghĩ rằng Du là xuất thành cái USB đầu tiên đó cho nên là Du muốn uh, chia sẻ mọi người về cái thông tin về trước đây về cái um, cái linh nhạc về sau này YouTube thì Du you là nghĩ rằng là nó 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 mang đến cho Du một cái sự thành công với cái dòng nhạc Bolero remix nhưng mà dòng nhạc đó nó đã nó đã có một cái chủ đứng rồi thật sự đến ngày hôm nay du muốn <laughs> du muốn tự tin nói với mọi người là hình như là du, du cũng đang lo sợ một cũng một phần lo sợ là có những ca sĩ nào rất hay họ cũng đi theo cái dòng nhạc mà du đã chọn tại vì dòng nhạc mà bolero remix là nó sẽ kết hợp tất cả bài hát chung một liên nhạc mà một ca sĩ phải đọc đọc độc thân một mình thể hiện nó còn nếu mà một cái liên nhạc đó một tiếng mà mười mấy ca sĩ thể hiện thì giống như một cái liên khúc rồi. Còn với Du thì một mình Du diễn, Du hát hết từ đầu cho đến cuối luôn mà lại được đón nhận, người ta chịu nghe mỗi một cái một cái liên nhạc nó nghe một tiếng mấy mà tính được một view thì mình cảm thấy 80 triệu lượt view đó là một cái khủng khiếp và một cái bất ngờ đối với Du. Cho nên dòng nhạc này nó đã đã hình thành, nó làm mang được một cái thương hiệu cho Du rồi. Thì Du lại thích chiều chơi một cái sự mạo hiểm khác người ta nói là tại sao mình mình không bảo vệ cái dòng nhạc đó mình cứ giữ cái giao diện đó để cho người ta luôn nhớ mình không có du lại thích mạo hiểm với tôi du thích lại uh, bây giờ là chinh phục cái dòng nhạc trước đây mà mình đã từng đã từng thành công nhưng mà nó đã đã cũ rồi thì bây giờ cái dòng nhạc này du muốn remake lại du muốn chia sẻ lại mọi người để 7 giờ tối mọi người có thể lên xem để biết được như thế nào <laughs> không biết là nó nó như thế nào như đối với du du rất hài lòng chỉ mong rằng là thành công giống như mình nghĩ thôi còn không có thì coi như là một một cuộc chơi và hâm nóng và gửi lại thanh xuân cho mình thôi anh có nghĩ đến chuyện tái hợp với DND quá tôi như là người sống hoài niệm và không bao giờ quên đi quá khứ giống như trong số các bạn đây dù không dù chưa có được tiếp xúc và chưa nhưng mà có một người gọi mình trái vô <laughs> là thanh xuân của vô là một người kỳ cựu trong phóng viên và dù biết và dù luôn nhớ luôn nhớ ơn là có những ngày bước đầu tiên mà đã giúp Du chia sẻ những thông tin của mình đến với khán giả, đó là Mai Thủy. Cảm ơn Mai Thủy hôm nay nhé Và xin cảm ơn tất cả các bạn mới mà mình được tiếp xúc. Nhóm nhạc DND là một 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 cái gì đó uh, rất là rất là may mắn để cho Du có thể bước tiếp ngày hôm nay. Hành trình của Du đi lúc nào Du cũng luôn nhớ về các bạn của mình, luôn nhớ là bởi vì Du có một cái tính cách uh, lôi kéo trong nhóm Du có Phong Đạt rất hiền, thích được ca hát, thích được nhảy múa, nhưng lại không có uh, hoạt náo trong hoạt ngôn trong việc giao tiếp và cũng không có uh, bạo gan để sáng tạo cho mình hoặc là uh, đi tiếp con đường của mình sau khi kết thúc nhóm nhạc như thế nào. Thì Du rất thương bạn của mình và Du cũng muốn bạn của mình trở lại. Thì nhiều lần Du cũng đã mời bạn và cũng đã ngồi với bạn nói nhưng mà đúng là khi chúng ta lớn lên rồi á chúng ta sẽ mất đi rất nhiều thứ đó là mất đi sự quyết định của mình đó là phong đạt có gia đình có hai đứa con và hai đứa con nay cũng cũng đang tuổi trưởng thành cho nên là phong đạt cũng lo cho gia đình rất là nhiều cho nên việc mà phong đạt có thời gian chơi cái cuộc chơi âm nhạc này với với nhóm nhạc đó thì cũng cũng không phải là đơn giản đã phong đạt như vậy ăn ở việt nam đang ở gần gũi Du mà còn không thực hiện được thì lại khó hơn nữa mời một người bạn của mình đó là Huân Vũ hiện tại đang sống ở Hoa Kỳ và đang làm việc trong ngành neo và bạn ấy cũng cũng đã thay đổi cái mai sách của bạn ấy rồi không còn không còn cái cảm xúc để mà có thể hát nhạc trẻ giống như Du nữa bạn ấy bây giờ lại thích nhẹ nhàng sâu lắng đứng tuổi là chọn nhạc bolero mà cổ điển thế là khó để mà hình thành lại nhóm nhạc coi như thanh xuân kéo thanh xuân nữa nên du cũng đang rất là buồn cái điều mà du chưa thực hiện hiện nay là du đang muốn thực hiện cái live show ba anh em nói thật bây giờ để mà thực hiện live show không khó đối với du bởi vì cái tài chính của du cũng có thể đủ không cần kêu gọi tài trợ mà du cũng có thể đứng ra cùng với một cái anh đạo diễn nào đó có thể mở ra một cái live show không nói quá tầm cỡ nhưng cũng có thể coi được đó là một cái live show nhưng mà hiện tại bây giờ thông tin về bạn ấy và rồi cái cái sự nhiệt huyết của bạn ấy công trở lại với nhóm nhạc thì chưa có phản hồi cho du nên du hoàn toàn bị uh, bị cô lập và du có nói với phong đạt là không biết khi nào chúng ta mới có thể đứng chung với nhau sân khấu và hát một live show mà mà máu lửa giống như ngày xưa với du thì du còn còn làm được điều đó thì hiện tại bây giờ du vẫn đang hát được nhạc trẻ du vẫn đang hát bolero và bolero của du cũng có một cái tính chất đột phá nhảy nhót trong đó nên là du rất là năng lượng để mà thực hiện cái điều đó còn với phong ngôn vũ thì không được quách tuấn du có thể giới thiệu sơ qua về sản phẩm ra mắt lần này thì lần này á uh, quách tuấn du ra một cái sản phẩm với một cái tựa đề đó là anh em có nhau đây là nhạc ngoại lời việt du cũng nói thẳng luôn là đây là nhạc ngoại lời việt thì đối với thị trường bây giờ thì cái quan trọng nhất là nhiều người đón nhận cái sản phẩm đó chứ không phải là một cái bài hát do chính mình viết hay là một cái bài nhạc ngoại gì đó mà mình không có quá nó khắc khe bởi vì thời âm nhạc 4.0 mà ai cũng có thể làm âm nhạc được ai cũng có thể sáng tác được ai cũng có thể viết lời được nhưng với du thì một cái nội dung là cái quan trọng nhất và cái điều tiếp theo đó là sự truyền tải cái cái tinh thần bài hát và cái giọng hát của mình có phù hợp với bài hát hay không thì sau nhiều năm có tướng du suy nghĩ đắn đo để có một cái sản phẩm uh, mà du nghĩ rằng là nó cũng không có quá gì ghê gớm nhưng mà nó rất là ưng ý đối với du là bởi vì uh, cái dòng nhạc này là dòng nhạc tuổi thanh xuân của du và các bạn ở lứa tuổi 8 x 9 x du thành công đầu tiên nhất là trong một cái nhóm nhạc dnd uh, có ba thành viên thì trong đó uh, nhóm nhạc này uh, cũng là một nhóm nhạc uh, khơi màu về cái dòng nhạc hip hop nhưng cái thành công nhất khi mới mà xuất xưởng ra đó là bob Palace nhạc hồng kông lời việt có những bài ví dụ như ngày xưa là có bài vết thương lòng có bài uh, trở về bến xưa có bài uh, mong về chúng cũ rất 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 nhiều bài khác mà để, để là dấu ấn cho đến ngày hôm nay thì uh, sau khi quách tướng du tách nhóm nhạc dnd uh, thì du có một cái dòng nhạc trẻ riêng cho bản thân mình nhưng mà nó cũng mang cái hơi hướng theo cái style cũ của nhóm nhạc dnd vì lúc đó lúc đó thì cái đáp ứng thị trường của tất cả ca sĩ dành cho khán giả thì là dòng nhạc đó và sau khi thời gian nó trôi qua cũng hơn mười mười mấy năm từ nhóm nhạc du 4 năm và sau đó du đi hát thêm tầm 7-8 năm nữa về dòng nhạc solo của mình thì du đã cảm thấy mình đã bắt đầu bị cũ đi bị uh, không còn được đón nhận nữa bởi vì uh, thời điểm đó có rất là nhiều ca sĩ trẻ xuất hiện và họ mang cái dòng nhạc hơi hướng của korea và có người thì mang dòng nhạc theo của mỹ cho nên là cái nhạc hồng kông bắt đầu đã đã dựng đã lại nên du mới suy nghĩ ra cho mình một cái hướng mới uh, bởi vì đối với du làm ca sĩ nó là một cái nghề chứ không phải để du chọn dòng cái, cái nghề này để du mong muốn nó nổi tiếng Đối với Du thì chưa bao giờ đặt cái áp lực cho mình là phải nổi tiếng với cái nghề này không có. Du sống bằng cái nghề này bởi vì sự đam mê của mình mình nghĩ rằng là mình sẽ kiếm được tiền bằng cái cái nghề ca hát. Cho nên từ nhỏ và từ khi bắt đầu làm cái nghề này là Du không có bị áp lực. Cho nên mọi người cũng có một cái câu hỏi duy nhất đó là bất kỳ gặp Du vào hoàn cảnh nào từ bao nhiêu năm qua cũng nói tại sao Du không già? còn trẻ hoài vậy thì đó là cái sự mà du muốn nói với tất cả mọi người là du không có bị áp lực bởi vì nổi tiếng hay không đó là do cái sự cố gắng của mình nỗ lực của mình sáng tạo của mình để mọi người có thể nhìn nhận ở một cái tích cực nhất tốt nhất cho cái ngày này thời gian này là thời gian uh, du cảm thấy thích thú nhất khi mà du đã có những cái sản phẩm rẽ ngang một cách đột ngột đó là bolero remix bolero remix thì mọi người cũng biết là một cái dòng nhạc bolero cổ điển nhưng mà phải chuyển tải từ những cái giọng âm thanh từ cái giọng hát của các cô chú các anh chị mà chuyên trở cái dòng nhạc đó thì mới thành công và du cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thành công ở một cái bolero vì có một cái sự sáng tạo riêng cho du đó là du pha trộn giữa bolero cổ điển và điện tử kết hợp chính vì vậy du cũng đã có sự thành công nhất định trong cái dòng nhạc đó và khi thành công rồi thì du vẫn không có hài lòng bởi vì du muốn cái nghề của mình nó phải phải có những lúc như thế này những lúc như thế kia nó thay đổi chứ không phải chỉ một cảm xúc đó mà đi hát hoài thì đôi khi cũng chán vì vậy du đã bắt đầu suy nghĩ và trở lại cái dòng nhạc tâm ít mà thời trước mà du đã đã thành công mọi người cũng biết là năm 2001 là du bắt đầu đi hát cho đến nay là 2024 tổng cộng nó là 23 năm 20, 23 năm để để mà đứng trên thương trường du nghĩ rằng là du trở lại dòng nhạc này thì nó cũng một cái rất là mạo hiểm vì cái giọng, cái giọng hát của Du nó đã thay đổi quá nhiều thứ rồi, nó đã 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 mix quá nhiều thứ rồi, nhưng mà tại sao Du lại hát nhạc trẻ lại được và được mọi người cũng khen rồi vừa rồi, Du cũng nhá nhem một vài một một vài teaser, một một vài đoạn audio ngắn thì được mọi người cũng khen lắm. Cho nên là Du rất tự tin khi mà à Du muốn chia sẻ với tất cả các bạn Với truyền thông của mình với cái MV chất liệu nhạc Hồng Kông lời Việt. Bài hát có tựa đề là anh em có nhau được cảnh quay tại đà lạt bài hát này do chính nhạc sĩ nữ viết lời đó là đỗ thùy khanh đó là một cái bài hát và du nghĩ rằng là hy vọng nhờ các bạn chia sẻ và mang đến cho khán giả một món quà mới nhất của du trong thời điểm hiện nay vì sao anh chọn trở lại trong thời điểm này à, đối với du có chia sẻ lúc nãy là bởi vì mình chọn đây là cái nghề thì chưa bao giờ du có một ngày nghỉ ngơi và du chưa bao giờ cho phép mình dừng lại chỉ có điều là lực bất tòng tâm là bởi vì bệnh tật hay gì đó bắt buộc mình phải nghỉ thôi nhưng mà với du thì du cũng may mắn là du giữ được cái sức khỏe của mình và du giữ được cái giọng hát của mình có một đoạn ngắn ngắn thôi một khoảng thời gian ngắn thôi là du bị à, viêm amidan bị tưa cái thanh quản á thì du có có đến bệnh viện và bác sĩ có yêu cầu quá tuyến du uh, sẽ lên bằng mổ để mà có thể cắt và đốt cái răng cưa của cái 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 thanh quản đó đó mọi người biết cái thanh quản mình nó vậy nhưng mà có răng cưa là nó nó sẽ có hát ra nó bị rè thì du đã bị một khoảng thời gian 2017 du rất là tuyệt vọng nhưng mà may mắn là trong một cái khoảng thời gian ngắn du quyết định tích tóc, không có mổ mà du từ cái bàn mổ của bệnh viện dù bước xuống dù đi ra ngoài mà bác sĩ cũng rất là bỡ ngỡ tại sao có một người lại lại quyết định mổ rồi bây giờ là chèo xuống bàn mổ đó là một cái điều quyết định rất là rất là táo bạo với một bệnh nhân lúc đó thì dù mới nói rằng đối với em á cái giọng hát em quan trọng lắm em sợ mất đi cái giọng hát là em giống như mất tất cả của thế giới tại bởi vì khi em quyết định à, dấn thân vào cái nghề này đôi khi em có một sự ích kỷ là gia đình em cũng bỏ mặt bạn bè em cũng bỏ mặt mà đối với em cái nghề này là cái nghề quan trọng nhất nên khi mà em nghe nói là bác sĩ nói là khi mổ xong cái 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 thanh quản của mình đó thì chưa chắc là một trăm phần trăm nó hồi phục có thể nó sẽ hồi phục nhưng có thể nó sẽ không hồi phục thì cái giọng hát mình sẽ không có còn như xưa và không tốt được thì vô mới nói là mình hát bao nhiêu năm đó là sự bào mòn của cái giọng hát cho nên bây giờ mình không có dùng à, không có sử dụng dao kéo để vào phẫu thuật nữa mà mình muốn dùng một cái phương pháp dân gian mỗi ngày mình sẽ khò muối và mình sẽ tạm dừng ca hát trong một cái khoảng thời gian 3 tháng và cũng không nói chuyện to với bất kỳ ai mà chỉ nói chuyện bằng cái âm thanh ở bên trong phát ra nhẹ thế là trong 3 tháng đó thì du cất những cái nốt cao lên hoặc là du hát uh, rất là nhiều bài hát vẫn không có bị uh, bị gì hết cho nên là du cảm thấy là ôi mình đã may mắn rồi mình đã được phục hồi cái giọng và chính vì vậy cho đến ngày hôm nay thì Du đã quyết định là mình trở lại cái dòng nhạc Bởi vì dòng nhạc trẻ quý vị khán giả cũng biết là mình hát mình dùng cái 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 nội lực rất nhiều và nhất là nhạc pop ballad nhạc rock của ballad á ờ, nhạc hồng kông thì mọi người biết là nó rất là kiểu xử lý cái giọng mình nó nó khào, khào một xíu thì trong cái khào đó là nó khào chứ không phải nó rè vì vậy du đã đã hồi phục và du đã thực hiện được cái, cái 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 thể loại nhạc này cho nên là chính chính vì vậy du bây giờ mới chính thức công bố với tất cả mọi người là du sẽ đi trở lại cái dòng nhạc tâm x nhạc Hồng Kông lời Việt để có thể là giữ được cái phong độ của ngày xưa của cách đây 23 năm.